một cây ở ngoài tôi đá mấy chục cây không. Ăn đâu. Lúc nãy quên về đỡ quá. Ai gan dạ mình lần nha. Đây luôn. Đây không. Cái đội cầu khởi. Rồi, đừng nói tao mày 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 nói mình đây mình đi luôn. Đóng dưới lưới đổi từ đổi điểm về cho đổi từ quy một hai. Mình cũng ăn ok về. Ông quý nó mà nói vậy. Nói hay đúng một, nói ăn hay đúng một. Hai đâu? Anh có ăn một thua một nói về mười. Thấy là thầy nếu hả ăn luôn. Ờ, nếu anh ăn câu hỏi vô mà có gì đâu. Em muốn thầy vô thôi. Đập bóng dưới lưới. Bóng dưới lưới. 4-1 cho đội cầu khởi. Rồi, ra phòng mới điên. Đâu đây phòng mới điên. Luôn như bạn chắc. Bung hết không? Mày mình muốn cái bạn này gặp ta bỏ luôn. Tuy bóng tốt. Đó là điểm cho đội Tường Vy. 2-4. Đứng lại rồi. Ta ngồi ta đứng ngoài nắng giết nó luôn đi. Đừng để cho quần. Đừng để cho quần. Không được lấy nóng người ta. Ông dưới lưới đổi về điểm cho đội cầu khởi. 5-2. Nãy đụng mình phát thì chữ như điên á. Bốn bốn một ba chục quá hay cầu khởi chân đụng đất cái đầu nó cái sự xích mích giữa cầu phải và cầu giữa bay 7-2 cho đội cầu khởi chứ banh quá vậy vậy bốn bốn một cũng tâm lý có có cái banh sấy dễ đỡ chứ thì sấy giờ tôi là cho con bún đặt bóng ra ngoài xong luôn à 8-2 cho đội cầu khởi tầm cao sức lực tốt cái điều vừa bún ra ngoài lực dây tốt cổ tay tốt nữa cổ tay mệt như vậy cổ tay mệt giúp về trường biết chi lấy đó chị phải thua chứ tốt quá chị lấy cho đội Tường Vy 3-8 sau khi gặp phải nhà cầu giữa có sự xích bích thì giờ lắm chỉ còn lại không biết quánh cái cửa đó đâu 4-8 cái đội Tường Vy không biết tốt đổi về điểm cho đội cầu khởi 9-4 run ra chị cho đội tiếng rồi đó rồi chị nói luôn chị mày thua á con đá bóng quá tốt đập bóng tốt đổi về điểm cho đội Tường Vy 5-9 không hả mày ở vậy được tăng là quánh 50.000 ngoài người đá không tặng đâu ra thì hay là mày mình biết mình khó đi có nhỏ chứ có lớn ta hờ một bài cho đến bài quá khéo đến từ đầu kia bạn đang bắn quả quả mà đã đi bùng bùng quả khó mà nó sao tôi gì tự chọn đập cái lưới đổi về điểm cho đội cầu khởi 16 vai che làm như bức tường đội anh ráng làm như đẹp lên nghiền lên lắm tại vì phụ thuộc vào phụ thuộc vào phụ thuộc vào phụ thuộc vào gì đâu không rồi bóng khó chịu không bóng tốt đổi về điểm cho đội thuộc vào 70 khó chịu hả chắc mình đi nè để mày thủ lên hết không
Lại chọt đi đâu? Đi đâu? Đây. Nè, dục dài nè. Ôi, bỏ bóng ra ngoài lưới, đỡ về đó này. 11 hay. Này đứng ngay đó hay. Mà bỏ qua đăng ký vừa lùi rồi. Đúng rồi, lùi, không lùi đâu. Vậy tôi ngu. Còn 4. Ngu mới giận vậy chứ. Giờ phải thích chắc luôn, thích chắc. Sợ. Quá già. Bỏ bóng chạm tay. 12, 7, cho đội cầu khởi. Chắn bóng, chạm lưới, bởi vì cho lợi cầu khởi. Chừng phải, chừng bậy tôi chết á. Sao bên anh bệnh nắng rồi chịu không nổi, chịu chết. Chết. Bóng tốt, trở về điểm cho đội cầu khởi. Cái hình đó là như là ngộ một trên cánh. 13, 8. Tháo cái cánh cho được rồi. Thấy mình hết xanh là được rồi. Bóng bên ngoài. 14-8 cho đội cầu khởi. Bất khớp chùa. Đập tay, bên kia là mới dẫn hơn khớp. Chắn bóng tốt. 15 vẫn cho đội cầu khởi. Như các bạn đã thấy, như các bạn đã thấy, anh quần đen sắp đỏ. 15 mới thổi lớp 10 thôi. Như đội này ha, đội em cụ này không bị băng. Luôn luôn ngoài mình đó. Đây đó. Không? Đó. Không? À, đó bắt nó. Chơi cho đè lắm trời. Nó cầm nó đi. Nè mày Kha Hoàng. Ôi ai đánh em muốn chứ. Cái này này hơi khó. Được. Cái chỗ nào cái này. Giọng kè đông nè. Giọng bồ hiu à. Thôi đi vô con nói chuyện đó. Cầm tội với cậu. Ta kêu mày là tiếp. Cái tao không kiếm luôn đâu. Thôi kệ đi đi. Thôi vậy có gì đâu. Dừng cái chỗ đi. Dừng nha, lát mày tiếp. Dừng đi. Bấm nút giữa luôn. Dừng nha, lát mày tiếp. Kêu anh chọn. Không phải là tao bạn mạnh.